Xin chào bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra phần trăm chip chống và phần trăm chip mực thay thế hai con chip này. Cách thay thế như thế nào nhé? Thì bây giờ chúng ta kiểm tra đầu tiên này, vào Machine Status. Bấm vào Supply. Rồi đây là thể hiện phần trăm của chip mực, còn the room là của chip chống. Nếu hai mục này báo lỗi thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế. Mình hướng dẫn các bạn cách tháo lắp. Để thay chip mực thì chúng ta mở giúp mình phần cửa này ra. Nếu mà chúng ta có ống mực mới thì chúng ta rút ống mực này ra và lắp ống mực mới vào. Còn nếu không thì chúng ta có thể mua mực đổ. Mực đổ thì chúng ta sẽ cạy cái nắp vàng này ra. Cái nắp vàng này ra, dưới này sẽ có hai cái lẫy, các bạn đồn tô vít và cạy nó ra là được. Và trên đầu này có một cái núm để chúng ta đổ mực vào. Để thay chip thì các bạn dùng hai cái đầu nhỏ, các bạn cạy cho mình ấn hai cái đầu tròn này vào rồi cạy con chip ra. Chúng ta có thể dùng cái hai cái mũi nhíp hoặc là hai cái đầu que tăm được, ấn hai cái đầu tròn này vào trong rồi cạy chip ra rồi lắp chip mới vào. Rồi chúng ta lắp lại vào máy. Còn để thay chip chống, các bạn mở giúp mình cửa hông bên trái ra nhé. Bạn rút cho mình cụm chống này ra. Bạn tháo cho mình cái ốp ở bên ngoài này. Các bạn sử dụng cho mình một cái kìm mũi nhọn. Ở trong này là có con chip này, cái phần cắm dây là đế nhận chip. Còn cái phần không cắm dây bên trên là chính là con chip nhé. Chúng ta rút ra và chúng ta thay thế mới. Các bạn lắp chip xong thì các bạn lắp lại giúp mình cái ốp nhựa. Và chúng ta lắp lại vào máy. Và chúng ta kiểm tra lại cái phần chip xem khi chúng ta lắp chip mới vào thì nó đã nhận hay chưa. Nếu mà nó báo như thế này là ok nhé. Trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra phần trăm của chip mực, chip chống và cách thay thế hai con chip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.